Bố bổ nhiệm con sơ suất là do anh em cấp dưới trình lên. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện lùm xùm trong việc bổ nhiệm cán bộ ở Hải Dương. Truyền thông vừa rộ lên thông tin Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương Phạm Văn Tỏ đặc cách con ruột làm phó phòng. Theo phản ánh của báo chí, ông Phạm Văn Tỏ đã ký quyết định bổ nhiệm con trai mình là ông Phạm Văn Kháng không qua thi tuyển công chức vào vị trí Phó trưởng phòng Việc làm An toàn Lao động thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hải Dương. Ông Kháng được tiếp nhận về công tác tại Phòng Việc làm An toàn Lao động từ ngày 15 tháng 2 năm 2016 cũng do chính bố đẻ là ông Phạm Văn Tỏ ký. Khi Bộ Nội vụ thanh tra, ông Kháng tự nguyện nộp đơn xin thôi giữ chức. Có lẽ ông thừa hiểu rằng không thể tìm ra lý do hợp pháp nào để biện minh cho việc ông được ngồi trên cái ghế mà bố mình đã sắp sẵn. Lý giải cho việc ký quyết định bổ nhiệm con trai ruột của mình, ông bố nêu hai lý do. Thứ nhất là sơ suất là do anh em cấp dưới trình lên nên tôi không xem xét kỹ. Thứ hai là nguyện vọng của anh Kháng, con trai ông Tỏ, muốn chuyển lên công tác lên thành phố Hải Dương là để tiện chăm sóc cho con vừa mới thi đỗ một trường chuyên trên thành phố. Vậy là theo ông Tỏ thì người phải chịu trách nhiệm trước hết là anh em cấp dưới. Họ đã dám trình quyết định bổ nhiệm con trai giám đốc, tức là qua mặt lãnh đạo, không báo cáo, không theo quy trình, còn đồng ký chỉ vì do sơ suất không xem xét kỹ, nghĩa là không biết được người đề bạt là chính con trai mình. Lỗi này rất dễ thông cảm, vì phàm đã là lãnh đạo, ai mà chả một lần không xem xét kỹ. Nhưng lý do thứ nhất lại mâu thuẫn với lý do thứ hai, bởi nếu đúng như lý do thứ nhất không xem xét kỹ, thì làm gì có lý do thứ hai hiểu rất rõ nguyện vọng của anh Kháng muốn chuyển công tác cho gần nhà để tiện chăm sóc con. Té ra ông bố giám đốc đã nghiên cứu kỹ trước khi đặt cái bút ký cái roẹt, đặt con lên ghế phó phòng cấp sở. Lỗi này dân gian gọi là giấu đầu hở đuôi. Cho nên ông Tỏ thừa nhận với báo chí rằng việc bổ nhiệm con trai có nhiều sai sót, trong đó chưa tuân thủ quy trình, như chưa có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc thi tuyển công chức không qua sát hạch, không thành lập hội đồng sát hạch, bổ nhiệm công chức chưa đủ thời gian công tác. Chỉ là nói cho đúng quy trình mà thôi, phải gọi đúng tên việc này là của ông giám đốc nắm quyền sinh quyền sát công tác tổ chức nhân sự của cả một tỉnh là chọn người nhà chứ không chọn người tài. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện lùm xùm trong việc bổ nhiệm cán bộ ở Hải Dương. Còn nhớ hồi tháng 10 năm ngoái, báo chí cũng đã phát hiện Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh này có 46 biên chế thì 44 lãnh đạo. Rồi ngay tại Sở Nội vụ do ông Tỏ làm giám đốc cũng có tới 5 phó giám đốc sở, vượt quá số lượng quy định của chính phủ. Chẳng hay những chuyện bổ nhiệm như thế liệu có phải do anh em cấp dưới trình lên như trường hợp con ông giám đốc Sở Nội vụ không nhỉ? Vậy thì chỉ có một cách duy nhất, trị mấy anh cấp dưới thật nặng, lúc đó mới mong dẹp được nạn chọn người nhà chứ không chọn người tài.